Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi mùi. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, một tháng hợi của năm Hợi, ẩn chứa rất là nhiều điều không tốt cho những người tuổi Hợi. Tuy nhiên sẽ làm một cái điều rất là tốt đẹp về phần tình cảm, gia đạo và nhiều cái điều tích cực ở trong các mối quan hệ đối với người tuổi mùi. Vì lý do sẽ là sao? Thì vì nên nhớ là cái phần địa chi của tháng Ất Hợi này sẽ có cái điều tích cực, đó là tam hợp với người tuổi mùi, cho nên là sẽ đem đến cho nhiều người tuổi mùi cái sự vui vẻ, hanh thông ở trong các cái mối quan hệ tình cảm, gia đạo. Thì để xem là người tuổi mùi nào thật sự là được cả cái việc địa chi xét về tình cảm, gia đạo và được luôn cái phần tốt đẹp về mạng và về thiên can. Một trong những cái điều mà người tuổi mùi rất là quan tâm đó là công danh, sự nghiệp và tiền tài. Thì đầu tiên hết thì phải nói đến người tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955 với mệnh xã Trung Kim. Đây là tuổi của mẹ mình, mình rất là chú trọng. Thì xét về trụ mạng đó, thì rõ ràng với tháng Ất Hợi là tháng hỏa, người thì Ất Mùi là xã Trung Kim, cho nên là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là mạng cho những người nữ Ất Mùi sinh năm 1955. Trong đó thì sẽ không tốt đẹp lắm về bổn mạng, vì hỏa tháng này là tháng hỏa khắc kim. Bản thân người của Ất Mùi năm nay đã là không tốt, tại vì cái mệnh kim sẽ không tốt, vì năm là năm mộc, kim khắc mộc rồi. Bây giờ lại vào tháng là tháng khắc, tháng 9 sức khỏe cũng đã không ok rồi, và tháng 10 lạnh hơn, người mà Ất Mùi thì sợ mùa lạnh, cho nên là sẽ có nhiều điều không được ngon lành. Tại vì là chữ Ất của người Ất Mùi đó là mộc, đúng không? Mùi là thổ, cây thì sợ mùa đông, thấy không? Rõ ràng là như vậy. Mệnh thì mệnh kim thiệt nhưng mà sợ lạnh. Còn về thằng thiên can, cái phần ảnh hưởng về về công danh, sự nghiệp và tiền tài cũng như là công việc đó, thì chữ Ất của Ất Mùi gặp chữ Ất của Ất Hợi là đồng hàng, công việc không gặp khó khăn và dễ có tài lộc nhưng mà không quá lớn đâu. Vì nên nhớ là khi mà cái bổn mạng của mình bị tháng khắc thì cái phúc tinh, đặc biệt là tài tinh, sẽ bị coi như là mất cái tác dụng, và mất tác dụng thì nó sẽ không có kéo theo tài lộc nhiều ở trong cái công việc của mình. Có thể có công việc nhưng mà tài lộc thì không dư. Địa chi thì cũng như đã nói ở phần đầu là Mùi gặp Hợi là thuộc nhóm tam hợp, Hợi Mão Mùi sẽ tốt cho gia đạo, đem đến nhiều niềm vui, tình cảm. Mặt khác còn một chút tương trợ cho các mối quan hệ trong công việc với gặp cái tháng gọi là tam hợp với mình. Như vậy thì rõ ràng người Ất Mùi sinh năm 1955, đặc biệt là nữ mạng, chỉ phải cẩn thận về sức khỏe, bổn mạng của mình ở trong tháng Ất Hợi, tháng 10 âm lịch này thôi, chứ không có sợ về phần công việc và gia đạo. Tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 với cái mệnh là Thiên Thượng Thủy. Nếu mà Thiên Thượng Thủy của các anh các chị thì gặp cái tháng hỏa là sẽ thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng. Nói về cái sự xấu thì bổn mạng tương khắc tháng vẫn nhẹ nhàng hơn là bị tháng khắc bổn mạng như là cái người Ất Mùi sinh năm 1955. Cho nên là bổn mạng của các anh các chị nó không được tốt đẹp cho lắm, nhưng không bị phạm thân, không phải cần đề phòng những cái tai nạn có thể gây ra cho mình chết, mất mạng. Cho nên là có thể nói là bổn mạng có thể là bị suy yếu chứ không có bị nguy nan ha. Ở trong cái tháng 10 này, tháng 9 cũng là một cái tháng hỏa, và các anh các chị cũng thấy rồi, mình sức khỏe nó cũng không được ok lắm, nhưng mà không đến nỗi nào là bị cái gì nặng. Tháng 10 tiếp tục là như vậy. Thiên can Đinh Ất thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc tiếp tục không có việc gì quá lớn lao xung khắc xảy ra. Đặc biệt là Đinh và thuộc
nạp âm ngũ hành là hỏa, giáp ất là mộc, cho nên có thể nói ất của ất hợi này sẽ là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành cho chữ đinh của đinh mùi của khanh các chị, cho nên có thể là có tài lộc nhưng không lớn, vì nó chỉ là nạp âm ngũ hành chứ không phải nó là ngũ hợp của thiên can, cho nên là đừng mong gì cái chuyện mà quá lớn, đúng không? Rồi địa chi thì cũng không khác tuổi ất mùi với tam hợp hợi mão mùi của tháng và tuổi của mình, sẽ đem đến nhiều sự tốt đẹp về tình cảm và gia đạo. Các chị mà độc thân hoặc là các anh độc thân trong tháng này rất dễ sinh chuyện tình cảm, chuyện tốt đẹp ha. Mà khác đó là cái tam hợp như thế này sẽ phần nào tương trợ thêm cho những cái mối quan hệ làm ăn của mình. Nếu các anh các chị mà đang mong chờ cái người quý nhân giúp đỡ thì đây là cái tháng nên mở lời, quý nhân sẽ vui vẻ giúp đỡ các anh các chị thôi ha. Cho nên là không có việc gì quá lớn lao. Ngon ha. Đối với người đinh mùi thì cũng tiếp tục là phải cẩn thận một chút về bổn mạng. Có thể là nó không xảy đến cái chuyện là nguy nan bổn mạng, nhưng mà nó cũng có những cái điều không tốt, các anh các chị cẩn thận. Còn công việc và gia đạo, tình cảm là tốt đẹp. Tín hiệu vui cho các anh các chị ha. Đặc biệt là với các chị tuổi đinh mùi. Tiếp đến đó là người kỷ mùi sinh năm 1979 với mệnh thiên thượng hỏa. Như vậy kỷ mùi là gặp cái tháng ất hợi là hỏa đồng hành, sức khỏe không có vấn đề ở trong cái tháng 10 đối với người kỷ mùi. Nên nhớ là người kỷ mùi là mệnh hỏa nhưng không sợ mùa đông, tại vì thiên thượng hỏa là lửa không có dễ dập tắt, cho nên là người nóng nảy mùa đông thái thích cái sự mát mẻ của mùa đông. Tuy nhiên là thiên can đó là chữ ất, nó khác chữ kỷ. Cho nên là thiên can gà là bị tháng tương khắc, cho nên công việc rất là dễ gặp chuyện rối rắm rầy rà, thậm chí là lâm vào bế tắc, không có cái hướng phát triển tốt ở trong cái tháng 10 về phần công việc. Cho nên là kỷ mùi cẩn thận ở tháng này, rất dễ hao tài, cho nên là nhớ ha, tháng này ai mà mượn tiền thôi kỷ mùi thôi không có đâu, tiền đâu có mà đưa ha. Cái kiểu như vậy thì để an toàn cái tài lộc của mình. Nếu như mà có gặp khó khăn, gặp cái sự chống phá ở trong cái tháng này thì nên nhịn, nếu mà quậy ra càng làm căng thì mình càng thiệt hại, cho nên là kỷ mùi yên ổn mà để qua. Tuy nhiên với tam hợp của địa chi hợi mão mùi thì hy vọng rằng là gia đạo tình cảm tốt đẹp, và cái như đã nói là nhờ cái tam hợp này thì rất dễ có quý nhân giúp đỡ mình, rất dễ có cái sự kết nối ở một cái người nào đó xa xôi, bạn bè giúp mình có những công việc hoặc là những cái tài lộc để mà mình khống chế bớt cái sự khó khăn của cái thiên can ất khắc kỷ của tháng này. Như vậy thì đối với người kỷ mùi, tháng 10 âm lịch là một tháng tuy là tháng tam hợp về địa chi, tốt về mặt sức khỏe, tốt về gia đạo, nhưng công việc không có được tốt đẹp cho lắm, nhớ cẩn thận một tí xíu. Tháng 9 đối với người kỷ mùi là xấu về tình cảm gia đạo, dễ có gây gỗ rồi này kia, có buồn phiền, nhất là nữ mạng. Tuy nhiên tháng 10 thì gia đạo tình cảm tốt, ngược lại thì làm ăn không được ok, cho nên phải cần cẩn thận một chút xíu. Bổn mạng thì hai tháng 9 tháng 10 như nhau, tự nhiên nó là hai tháng hỏa mà, nó đồng hàng, không có phải lo về bổn mạng sức khỏe của mình, thậm chí là tốt đẹp. Tiếp đến đó là người tân mùi sinh năm 1991 với mệnh lộ bàn thổ. Các em tân mùi thì trong tất cả cả tuổi mùi á, thì rõ ràng là tuổi mùi của cái tân mùi này nè, là năm nay cũng là năm hợi mà, hợi mão mùi là tam hợp, nhưng mà mấy cái tuổi mùi khác thì thấy tốt, nhưng mà riêng tân hợi tân mùi này thì rõ ràng là đầu năm giờ nó cũng bình bình, thậm chí có một chút xui xẻo ở trong công việc, nhưng mà không có quá khó khăn thôi, chưa có được ổn định lắm. Người tân mùi á, thì mệnh thổ, nhưng mà xét về trụ mạng ở trong cái tháng 10, tháng ất hợi nè, thì là hỏa mà, cho nên là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe. Người tân mùi ở trong tháng 10 này cũng giống tháng 9, sức khỏe không phải là vấn đề. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ phát huy tác dụng, phần nào đẩy lùi bớt cái sự xung khắc khó khăn
nếu như thiên can và địa chi nó có tạo ra. Thì thiên can của cái tháng Ất Hợi này là như sau, là chữ Tân nó sẽ khắc chữ Ất, chữ Tân của Tân Mùi nó khắc chữ Ất. Cho nên là thiên can khắc tháng, công việc khó tránh những khó khăn rối rắm. Nếu mà làm việc ở cơ quan mà hạn xưởng, làm trong môi trường nhà nước quan vận đó, thì cẩn thận coi chừng bị người ta lâm sâu lưng chơi xấu. Đặc biệt là nữ mạng rất dễ thị phi, gây ảnh hưởng đến công việc của mình, cho nên là nhớ cẩn thận ở trong tháng này. Rất may là địa chi Hợi Mão Mùi là tam hợp, cho nên là sẽ gia đạo tình cảm tốt đẹp, không như tháng 9 là có nhiều cái xào xáo, sẽ có được gia đạo tình cảm tốt đẹp. Khi mà gia đạo tình cảm tốt đẹp có tam hợp này thì cái chuyện mà quý nhân, cái người lớn tuổi hơn ra tay giúp đỡ mình là chuyện bình thường sẽ có, cho nên là cố gắng để mà tận hưởng. Biết mà thí dụ như mình lỡ gặp chuyện khó khăn gì đó thì nên dựa vào cái người lớn hỏi han và để nhờ người ta giúp đỡ thì nó sẽ qua đời. Đặc biệt là với các em nam mạng nha. Rồi, người cuối cùng của tuổi Mùi mình muốn chia sẻ về tử vi trong tháng 10, tháng Ất Hợi này là người Quý Mùi, sinh năm 2003 và sinh năm 1943. Thì 2003 thì các cháu cũng vẫn còn là đang ở tuổi đi học, còn các bác 1943 thì đã lớn rồi, cho nên là có thể nói là không cần phải ảnh hưởng nhiều đến cái phần công việc, mà chủ yếu sẽ về bổn mạng và gia đạo. Thì người Quý Mùi là mệnh dương liễu mộc, cho nên mà gặp tháng hỏa là sinh xuất mộc sinh hỏa, cho nên có thể nói là bản mệnh sinh xuất sức khỏe bổn mạng không được tốt, có thể là sẽ có nhiều điều không có được ok cho lắm về bổn mạng. Tuy nhiên nó chỉ là sinh xuất cho nên là rất là nhẹ nhàng, không tốt trên mặt sức khỏe, đặc biệt là các bác nữ ở cái tuổi này, ở trong cái tháng Quý Hợi thì sẽ có đôi chút khó khăn, khó thở, bệnh gì đó nhẹ, nhưng mà không có nguy nan gì bổn mạng, vì dù sao chỉ là sinh xuất thôi chứ chưa đến nỗi. Đó là những cái người mà mình nói chung là số mạng, tuổi tác đồ tốt. Còn có những người có ngày tháng năm sinh họ tận rồi thì tới ngày tháng này họ đi thì là cái chuyện rất là bình thường, cái đó là số họ tận. Còn xét chung cho các tuổi thì phần lớn là có bị gì đi nữa thì là nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi nào. Các cháu Quý Mùi thì cũng vậy, nếu có việc gì đi nữa thì chỉ là xây xác nhẹ nhàng tay chân, không có bị nguy nan với bụng mạng đâu, đừng có lo lắng ha. Các anh các chị mà có con mà tuổi Quý Mùi thì không cần phải lo. Thiên can và Quý Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói ở trên thì các cháu một là nhỏ quá, hoặc là hai là các bác là lớn quá, không có ảnh hưởng đến nhiều phần công việc, cho nên không có xét tới cái phần thiên can này nhiều. Phần địa chi thì Hợi Mão Mùi là thuộc nhóm tam hợp, cho nên là rất tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo. Như vậy thì các cháu Quý Mùi 2003 ha, các cháu nữ thì tuổi này bắt đầu là cặp kê, cho nên là rất dễ sinh tình cảm ở trong cái tuổi này, ở trong cái tháng này. Nếu như có sẽ phát sinh tình cảm, đó là một tình cảm tốt đẹp chứ không phải là xấu xa gì, cho nên đừng quá lo lắng. Còn các bác lớn tuổi thì có cái tam hợp như vậy thì con cái sẽ là niềm vui của các bác, giúp các bác phần nào đỡ cái sự buồn phiền, cái sự mệt mỏi ở trong cơ thể của mình với phần sinh xuất của bộ mạng. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong các tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, một tháng Hợi của năm Hợi. Đối với người tuổi Mùi, thật sự thì nó có rất là nhiều điều tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo cho tất cả những người tuổi Mùi. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những chuyện không hay. Thứ nhất là Kỷ Mùi sẽ gặp khó khăn trong công việc, Tân Mùi cũng thế. Cho nên là các em, các bạn nhớ cẩn thận cái việc công việc của mình ở trong tháng này, dù rằng nó là một cái tháng tam hợp của địa chi. Hy vọng rằng cái thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho mọi người tuổi Mùi, có thể những người lớn, có thể những người bằng mình, hoặc là những người nhỏ hơn, được cái thông tin mà biết ứng dụng nó, biết cương nhu trong tháng mà làm ăn sinh ra tài lộc vui vẻ. Nếu mọi người tuổi Mùi xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mùi khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới và đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân trong gia đình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
Bye bye.